Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thao A Cơ. Pusputi Chai sinh ngày 03/07/1986 tại tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Anh hiện đang là một trong những nghệ sĩ trẻ đa tài tại Thái Lan. Anh vừa là MC, DJ, đồng thời cũng là diễn viên. Anh được biết đến qua các bộ phim đặc biệt là tại Việt Nam như series Cô Vịt Xấu Xí, Chàng Hoàng Tử Trong Mơ, Bắt Lấy Thiên Thần, Sự Quyến Rũ Xấu Xa, Ảo Mộng, Chỉ Vì Yêu Em, Chuyện Chàng Vệ Sĩ và Nàng Siêu Sao, Chiếc Lá Cuốn Bay. Pus bắt đầu sự nghiệp từ một DJ cho chiếu FM89. Sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu bằng một vai diễn nhỏ trong sitcom Correct Tăng Cua. Sau đó anh nhận được một số vai diễn khác trong một vài bộ phim của đài Chiba. Pus được biết đến nhiều sau khi tham gia bộ phim Bắt Lấy Thiên Thần với nữ diễn viên Onurat Sonthichai. Đây là vai chính đầu tiên của Pus. Kể từ sau khi bộ phim Bắt Lấy Thiên Thần được phát sóng, Pus liên tục có tên trong bảng xếp hạng top 5 Mỹ Nam Thái Lan. Bộ phim cũng được đánh giá là top 10 phim hay nhất xứ sở Chùa Vàng năm 2014. Cặp đôi Pusvio trong phim cũng trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh và được yêu cầu tái hợp liên tục. Năm 2015, năm bộ phim của Pus tham gia đều gây tiếng vang lớn ở Thái Lan và cả Việt Nam. Từ một DJ ít tiếng tăm, Pus đã trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Thái Lan. Không được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất, nhưng Pus hóa thân rất tự nhiên vào nhân vật của mình. Một anh chàng black với trái tim ấm áp trong Bắt Lấy Thiên Thần rất khác với gã tỷ phú khó tính cong pop trong Sự Quyến Rũ Xấu Xa, hay cậu chủ điển trai Ratatouille trong Ảo Mộng. Mỗi vai diễn của Pus đều gây ấn tượng mạnh với khán giả. Vậy nên dù cho 5 bộ phim của anh đều cùng phát sóng, người hâm mộ vẫn cảm thấy thích thú. Pus còn gây ấn tượng với vai diễn trong các phim Chàng Hoàng Tử Trong Mơ, Uprince, Handsome Cowboy, Cô Vịt Xấu Xí, Ugly Duckling, Perfect Match, Siêu Sao Siêu Xịt Iguana Bè Sắp Ta, Ảo Mộng Phun Phu Em. Đặc biệt, Pus đã tạo ra một trào lưu anh su ae trong giới trẻ Thái Lan sau khi bộ phim Ugly Duckling series Cô Vịt Xấu Xí do anh thủ vai chính được phát hành. Mặc dù có tin đồn tình cảm với nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng người thực sự đang chiếm giữ trái tim của anh chàng hào hoa Pusputi Chai chính là cô nàng Warat Azamila Khuha, bạn diễn phim Ảo Mộng. Mặc dù bị người hâm mộ phản đối vì so với nhiều bạn diễn của Pus, do oi bị đánh giá là kém xinh đẹp và nổi bật hơn, ngoài ra cô cũng hơn bạn trai của mình 3 tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên luôn khẳng định do oi chính là niềm hạnh phúc của mình và cả hai người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Được hỏi về bạn gái, Pus dùng nhiều mỹ từ để ca ngợi cô, không chỉ là người phụ nữ hiểu anh, có tính cách thú vị và khác tương đồng, do oi còn là một cô gái nhân hậu, hài hước. Cả hai cũng biết được sự phản đối của fan nhưng luôn động viên, cùng suy nghĩ tích cực và ủng hộ nhau. Cả trong công việc và cuộc sống, khán giả đều bắt gặp hình ảnh Pus dịu dàng chăm sóc cho bạn gái. Cũng trong sinh nhật tuổi 33 của Joy, anh chàng tiếp tục phát biểu, người con gái ngay bên cạnh tôi lúc này, tôi cảm nhận được cô ấy đúng là nửa kia của mình. Có thể tôi không phải một người hoàn hảo 100%, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng để trở thành một người hoàn hảo với cô gái này, hơn 100% và sẽ chăm sóc cô gái này thay mọi người. Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Pus vui mừng chia sẻ lên Instagram sau khi màn cầu hôn thành công tại Iceland như sau, cầu hôn một cách chính thức. Từ giấc mơ, ngày hôm nay còn hơn cả giấc mơ. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Người mà anh tìm kiếm không ai khác ngoài em. Anh yêu em do oi. Anh chàng vẫn không quên nhắc tới bộ phim Ảo Mộng, bộ phim đầu tiên cả hai đóng chung. Từ trong phim bước ra ngoài đời thực. Nếu trong phim là hai nhân vật Uy và Moncha thì ngoài đời thực chính là Pus và do oi. Một cái kết đẹp cả trong phim lẫn thực tế dành cho cặp đôi này. Niềm vui của cả như được nhân lên gấp đôi khi nhận được sự chúc mừng, chúc phúc từ rất nhiều bạn bè trong nghề cũng như người hâm mộ khắp châu Á. Ngày 16 tháng 11 năm 2018, họ tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà với nhau. Sau đây hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu những bộ phim Thái Lan hay của anh nhé! Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.